Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục Điểm tin tối tại SNews vào ngày 9 tháng 10. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với SNews chúng mình đến ngay đến phần điểm tin. Hôm nay ngày 9 tháng 10 sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Thông tin Giang Kim Cúc đã thu về 36 tỷ đồng, 2 sổ đỏ, đặt cọc nhiều lô đất sau 2 tháng từ thiện. Nghi vấn tài khoản Facebook của Duy Mạnh bay màu do những phát ngôn về từ thiện. Tạp chí Time gây sốc khi đăng hình của Mark Zuckerberg với câu hỏi là bạn có muốn xóa Facebook hay không? Cùng với đó là những thông tin nổi bật khác có trong 24 giờ qua. Những thông tin về Giang Kim Cúc đã nhận số tiền khủng, thậm chí còn mua cả đất sau khi kêu gọi từ thiện. Hiện tại thì theo xác nhận số tiền lên tới 36 tỷ đồng cùng với 2 sổ đỏ và đã đặt cọc hàng loạt lô đất chỉ sau 2 tháng từ thiện. Trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch thì Giang Kim Cúc cùng với các cộng sự đã lập nhóm thiện nguyện mai táng không đồng để hỗ trợ mai táng cho người nghèo, gia đình khó khăn, người neo đơn. Ngoài ra thì nhóm này còn chuyên chở F0 vận chuyển oxy cho các trường hợp khẩn cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nhóm của Giang Kim Cúc thường xuyên livestream và đăng tải những câu chuyện xúc động lên fanpage, từ đó thì các mạnh thường quân gửi khoản tiền để chung tay hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Dù khẳng định là nhóm mình hoàn toàn miễn phí và dựa trên tinh thần tự nguyện, nhưng trên các livestream, các bài đăng của fanpage nhóm thì Cúc thường xuyên thông báo hết tiền rồi, quỹ hết rồi và kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân khắp cả nước. Chiều ngày 9 tháng 10 thì mạng xã hội đã xôn xao thông tin Giang Kim Cúc đã bỏ túi 36 tỷ, 2 sổ đỏ, cọc tiền hàng loạt lô đất sau gần 100 ngày làm từ thiện. Dưới các bài đăng này là hình ảnh chụp hai cuốn sổ đỏ có tên là Giang Thị Kim Cúc. Tuy nhiên thì khi một số dân mạng vặn vẹo việc hình ảnh có thể bị làm giả thì người đăng tải bài viết này không đưa ra các bằng chứng thuyết phục cho thông tin vừa được chia sẻ của mình. Hiện tại thì thông tin Giang Kim Cúc thu về số tiền hàng chục tỷ đồng sau 2 tháng từ thiện vẫn đang được chia sẻ và nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Chính chủ hiện tại vẫn chưa có bất cứ động thái nào liên quan đến tin đồn này. Mới đây, tài khoản Facebook của Duy Mạnh bất ngờ biến mất đã thu hút được sự chú ý của dân mạng. Nhiều người đã nghi ngờ rằng việc bay màu này có liên quan tới việc anh có những phát ngôn về từ thiện. Mới đây thì cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi phát hiện tài khoản Facebook của Duy Mạnh đã biến mất. Chưa biết nguyên nhân vì sao nhưng thông tin này đã khiến cho cộng đồng mạng một phen bàn tán xôn xao. Bởi trên trang cá nhân thì giọng ca khiếp đỏ đen thu hút rất nhiều netizen vào bình luận. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân Facebook của anh bị bay màu là có liên quan đến phát ngôn về việc nghệ sĩ làm thiện nguyện trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, chính chủ vẫn chưa lên tiếng. Ngay lập tức thì đã liên hệ với Duy Mạnh để xác minh thông tin. Tuy nhiên thì số điện thoại của nam ca sĩ không thể liên lạc được. Dạo gần đây thì Duy Mạnh thường xuyên đăng tải những bài viết ẩn ý về việc làm thiện nguyện của nghệ sĩ, thậm chí còn thẳng thắn không ngại va chạm khi bày tỏ quan điểm của cá nhân về vấn đề này. Bìa của tạp chí Time vừa gây sốc khi đăng hình của Mark Zuckerberg đi kèm với câu hỏi bạn có muốn xóa Facebook hay không? Cũng chính tạp chí này vào 10 năm trước đã vinh danh Mark Zuckerberg là nhân vật của năm. Tạp chí Time uy tín của thế giới vừa chọn người sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg làm nhân vật xuất hiện trên trang bìa trong ấn bản mới nhất của mình. Trong câu chuyện trang bìa này thì Time đã tuyên bố rằng Facebook đang làm hại trẻ em, trọng tâm của Facebook là tạo ra lợi nhuận hơn là bảo vệ người dùng. Trong ảnh bìa của tạp chí thì biểu tượng xóa ứng dụng điện thoại vốn hiển thị trên điện thoại được in trên nền của hình ảnh CEO Zuckerberg. Phản ứng với trang bìa mới nhất của Time thì cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Một người dùng Twitter thậm chí đăng tải hình ảnh của Mark Zuckerberg cũng xuất hiện trên trang bìa của Time hồi CEO này được chính tạp chí này vinh danh là nhân vật của năm vào năm 2010. Người dùng này bình luận, khởi đầu và kết thúc. Thông tin về nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu vẫn khiến cho nhiều người sốc trước thông tin này, ngay cả những người yêu mến cô. Khi thi đấu gần nhất của Ánh Viên cho thể thao Việt Nam là tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, Ánh Viên không có phong độ tốt, các thông số chuyên môn đều không tốt so với thành tích của chính cô trước đó. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn dài tại Mỹ thì Ánh Viên không được đầu tư như trước, điều kiện tập luyện của Viên không được đảm bảo trước sự thờ ơ của Tổng cục Thể dục Thể thao và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Nếu đề cập tới chuyện sa sút của Ánh Viên thì không thể nào không nhắc trách nhiệm của ngành thể thao. Quá trình tập huấn kéo dài nhiều năm tại Mỹ đã được báo chí chỉ ra nhiều vấn đề, nhưng ngành thể thao thì không có sự điều chỉnh. Có thể việc ngành thể thao hạ mức đầu tư cho Ánh Viên xuất phát từ việc thực tế đánh giá cô không còn cơ hội phấn đấu ở đấu trường Olympic, nhưng sự thiếu quan tâm với Viên trong thời gian qua thực sự là đáng trách. Dù như thế nào thì Ánh Viên vẫn là một vận động viên lớn của thể thao Việt Nam, để dẫn tới việc Ánh Viên xin chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vì bất kỳ lý do gì cũng thực sự là đáng trách. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với SNews chúng mình tìm hiểu thêm về dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. We'll be right back.
bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.